À, nếu mà cái con ốc con mà nó bị mẻ vỏ thì nó dễ chết, và một khi nó đã chết rồi đó thì nó sẽ làm ô nhiễm nước, nó chết lây thêm nhiều. Cho nên nếu mà chúng ta muốn cẩn thận để cho nó đạt hiệu quả cao và không bị thất thoát đó, thì chúng ta có thể bắt nó ở trong nước, không để nó ngoài khô. Có cái cực nhọc là mình phải kiên nhẫn về nó, mình không thể nóng vội để mà làm theo ý của mình được. Thiên nhiên ưu đãi bốn mùa.